Vâng, thưa bạn, đây là màn bắt một con rắn cổ vàng. Trong như dự đoán thì anh này có khả năng là phải rơi tới 3 cân. Đây là cái đuôi. Bây giờ tham gia dự đoán nhá, ai đoán chúng thì một phần thưởng. Đoán con này tầm khoảng 3 cân rưỡi. Chắc thế nhỉ? Ăn lửa chứ mấy. Con này dài ấy. Tôi chặt đất cung ngoài đi lấy tạng cung ngoài nhá. Trời thằng báu á. Xuống đấy. Đây là đang có một phim rất là hay anh ơi, ngoan. Con này chở con bài nhỉ? Con này cam thế nào vào đây mà cầm cứ lôi vai đéo ra. Con này là rắn gì hả? Con này ở đâu ra mà ghê thế nhỉ? Có hết sức để lôi ra, thế nhưng anh rắn này rất khỏe. Con này là các bác lôi đây bỏ ra rồi đây, chặt thôi. Tôi chặt lấy khúc đuôi để về thí điểm tạm đã. Con này hôm nay đi xuyên căng là nó cứ truyền dần, nó khác núi ra. Con này ra không ủa ơi, đuổi nó kìa trông ghê không? Chắc nó cứ truyền phát nó đẩy ra. Không. Con này mình gặp một phát, một gậy vừa ngang lưng thì ra đôi. Ôi cái bụng này. Một phát. Qua đẩy về nhà gặp, ăn gậy thôi. Chứ ăn gậy sao? Chứ chắc là được không cần. Ăn vào con này đi, cần bắt túa con này là rắn gì? Bình thường cầm một tay này giật một phát. Mang châu. Đang ai cái nó hỏng. Ủa, mà nó còn còn những là đầu ở đâu? Từ từ, nó đang nghỉ. Đầu ai như đấy? Giữ nhá. Giữ ở đây đây. Để nó cậy tiếp. Đấy, ở đây luôn này á? Giữ xong đẩy cái cho mệt. Giữ này này. Nó chạy thẳng đường đấy. Đúng rồi, chỗ khói này này. Nó cũng là đang sợ hơi. Cô nó bắn. Chả chết đi kìa. Chết này có giúp con ra. Không thấy đâu. Con này à. Này chưa được một nửa. Chưa được thế bảo ai đây người ta đang đứng luôn của lúc tao hòa thì ra đi ai đây ui bốc meo bẩn em tao đi thẳng này nào đi thẳng lại này á tao đi không đi nữa cứ rồi. Mày đang sống này mà xem ông Tú bắt con chăn này. Đúng, đuổi nó vào ngay. Đuổi, nó đi theo. Đuổi ra thì được ngay. Cái đen đuổi hết cả làng rồi. Đuổi hết cả làng. Sao mày hẳn ra xong này lấp lại người ta được cái gì là. Đừng có để nó vào. Cái này đầu nó còn ở đâu. Anh chụp lấy ảnh đi để em quay. Vừa lấy đầu, cứ đầu ra thế hơn đi nhỉ. Cái này đầu vào còn khá dài đấy. Không đơn giản đâu. Dài, con này dài lắm. Dài chứ. Con này phải dài gần đấy. Trườn nữa, nếu có lỗ nó trườn nữa là nó lùi lại ra dần ngay. Mình cứ căng ấy.
mỗi lần kiểu nó cứ kiểu nó đúng rồi thì nó phải mệt dần của mình. Ủa rồi đây nó cứ nằm im thôi rồi đấy. Hôm nay cái thằng kia cất máy đi. Săn ảnh nhỉ? Không đi. Để tao nào. Chắc vào. Đây rồi. Bây giờ có chạy lên máy. Cầm ấy. Bắt đầu. Đi đâu? Đâu là túm mẹ nào đi. Không túm được cái như. Bay đi. Rồi đã. Càng to càng dài. Chính tái quá.
thời gian dán cái này lớn. Này, bèn lâu lắm đấy. Từ đâu? Đi lên đó. Cổ. Ôi trời ơi. Cô này cổ đấy. Ra là gì ạ? Cái gì? Cái gì? Đâu phải thôi không nhỉ? Đúng rồi. À, chấn thương sau não thì cháu hoàn về cái thước mét để đo xem nó dài bao nhiêu cái gì cả. Đúng rồi, tí tí về đo xem nào. Này cho cả nó ăn theo bao thôi. Đi ông muốn đi bò đấy nhá. Hôm nay xem ở trên Facebook là thấy 1, 2, 3, 5, 4 quả tế ở trên thùng xe rồi. Mới lại một con xe của thằng đi ích nhớ sợ không ăn. Đấy ra đấy. Biết ở bên chỗ xe. Có đi theo nào? Không đấy à? Không ạ. Thằng cái tao gặp suốt ở dưới nghĩa hồ ấy. Nhớ sợ không ăn. Nhớ sợ không ăn đây. Lúc bất cờ. Đúng bất cờ. Đây đây mà. Không phải, sao người đã bị thu phục bây